xin kính chào quý khán thính giả của Việt TV. Kính thưa quý vị, Việt Short Film Award là một liên hoan phim ngắn lần đầu tiên được khởi xướng tại Canada do Thời báo Media và Việt TV Canada tổ chức. Đây là một sự kiện văn hóa cũng như là một sân chơi nghệ thuật nhằm khuyến khích những người Việt tại hải ngoại, đặc biệt là giới trẻ, những người mà có cái niềm đam mê về phim ảnh. Và qua đây thì chúng ta có thể phát hiện thêm cũng như là nuôi dưỡng thêm nhiều nhân tài của người Việt của chúng ta trong lĩnh vực này. Về thành phần ban giám khảo thì chúng tôi đã có mời được những vị có nhiều kinh nghiệm cũng như là kiến thức về chuyên môn về lĩnh vực này, như đạo diễn Nguyễn Đức, người đã làm hai bộ phim nói về thuyền nhân Việt Nam. Đó là cuốn phim Bolinao 52 đã được giải Emmy vào năm 2009 và cuốn phim Stateless đã được giải Spotlight vào năm 2013. Ông Nguyễn Phú Hữu là người đã được chính phủ Pháp cấp học bổng để sang Pháp du học về điện ảnh, dựng phim cũng như là nhiếp ảnh. Cô Sophie Trần là một người đã tốt nghiệp Đại học UCI về ngành truyền thông cũng như là điện ảnh. Và riêng có một vị trong ban giám khảo mà nếu quý vị nào đã từng xem rất nhiều những bộ phim của nền điện ảnh Việt Nam trước năm 1975 thì quý vị sẽ không thể nào không biết đến nam tài tử này. Và ngày hôm nay trong studio của Việt TV trụ sở chính tại Houston thì ông đã dành cho chương trình Những Câu Chuyện Kể một buổi phỏng vấn rất là đặc biệt, và chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Khánh Lan xin chào anh Trần Quang và rất là cảm ơn anh đã dành thời giờ để đến đây với chương trình ngày hôm nay. Vâng, thì trước nhất cũng xin chào cô Khánh Lan và Trần Quang, xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Xin chào quý vị. Dạ thưa anh, là ngày hôm nay đó là như Khánh Lan đã nói là có rất là nhiều cái việc đặc biệt của cái buổi talk show ngày hôm nay, đó là khách mời đặc biệt, cái nơi chốn cũng đặc biệt, cho nên chắc là phải xin phép anh Trần Quang cũng như là quý khán thính giả là đặt một cái tên hơi đặc biệt cho cái buổi phát hình ngày hôm nay, đó là Những Câu Chuyện Kể in Houston Special Edition. Tại vì Khánh Lan, thưa quý vị, là tài tử Trần Quang thì ông ở Los Angeles, Khánh Lan thì từ Canada qua, thì chắc mình cũng phải nói với khán giả là tại sao là chúng ta lại có một cái buổi gặp gỡ tại Houston. Thì xin phép là được hỏi là anh Trần Quang qua đây là để có một cái việc làm hay là có một cái công việc gì hay không ạ? Thực sự ra thì thỉnh thoảng một vài năm thì tôi qua thăm con gái. Tôi có cô con gái út ở bên này. Cháu nó thì cũng làm về chăm sóc, về thẩm mỹ mọi thứ hết đó mà. Nhưng mà mình bây giờ lớn tuổi rồi thì cứ đi vòng vòng nghỉ hưu rồi đi thăm con cái chỗ này chỗ kia. Nhưng mà con bé ở Houston này là một trong những đứa mà tôi thương quý nhất, nhất là hai đứa cháu ngoại. Chúng tôi quá dễ thương. Cho nên là nhân dịp là nam tài tử Trần Quang sang thăm gia đình, và Khánh Lan thì qua đây là dự kỷ niệm 5 năm ngày thành lập của Việt TV. Cho nên là phải lợi dụng cái cơ hội này để mà mời nam tài tử Trần Quang đến đây, bởi vì ông là một trong những người giám khảo của cái Việt Short Film Award. Thì dạ thưa anh, là Khánh Lan được biết đó là anh đã từng làm việc chung với rất nhiều những đạo diễn cũng như là nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam của mình và ở quốc tế. Và nếu về nói về những cái giải thưởng cao quý trong lĩnh vực điện ảnh thì Khánh Lan được biết là anh đã được giải văn học nghệ thuật do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trao tặng năm 1971. Rồi cái giải rất là cao quý của điện ảnh Việt Nam đó là giải Kim Khánh, thì 2 năm liên tục, năm 1971 thì anh ba được... Ba năm của Kim Khánh luôn hả thưa anh? Vâng. Dạ, wow, xin lỗi là tìm tòi thì nó hơi thiếu một tí xíu. Nhưng mà thưa quý vị, là nam tài tử Trần Quang đã được giải Kim Khánh là diễn viên chánh xuất sắc, được ái mộ nhiều nhất. Và tài tử chánh và giải ảnh đế của Kim Khánh năm 1972-73. Thì với cái kinh nghiệm làm việc nhiều như vậy thì theo anh đó, thì khi mà chúng ta làm một cái phim ngắn đó thì phải bắt đầu như thế nào và công việc ra sao? Thực ra giữa phim ngắn và phim truyện đó thì hai cái cách làm nó hoàn toàn khác biệt nhau. Tưởng là chung nhưng mà thực sự khác biệt. Làm phim ngắn nó đòi hỏi người đạo diễn phải có cái sự nhạy bén và nắm bắt được thực tế cái ý của nó chính là cái gì. Mà nếu mà không nắm được cái điều đó thì không thể thể hiện được. Chẳng hạn như nãy cô vừa giới thiệu hai vị đạo diễn mà đoạt giải,
thì mình đã thấy rằng kinh qua những cái công việc mà họ làm, họ phải học. Vì phim ngắn nó giống như documentary, nó giống như một cái, mình phải biết nắm bắt ngay cái hoàn cảnh xảy ra của nó là cái gì. Mà nếu mà không làm giống như phim tài liệu thì mình phải làm như phim truyện, và phim truyện phải nói được lên câu chuyện nó như thế nào, ngắn gọn xúc tích nhưng mà phải thật rõ. Tại vì cái thời gian nó thời gian nó bị hạn hẹp chế lại trong 5, 10, 15 phút, mà nhiều lắm khoảng nửa tiếng, nên người đạo diễn phải giỏi lắm và tất cả ekip cùng đi làm chung phải thật là chuyên nghiệp, thì nó sẽ tạo nên một cái sức tác động rất mạnh đối với khán giả, vì người ta coi, người ta hiểu ngay câu chuyện muốn nói gì trong vòng 5, 10 phút thôi. Và cái vấn đề khó khăn nhất để mà làm một cái phim ngắn là gì thưa anh? Tài năng. Nó có một chút tài năng cá biệt. Tại giữa đạo diễn phim truyện và đạo diễn của những phim tài liệu hay là những người làm phim ngắn, trước khi làm phim dài, nhiều vị cũng đã từng làm những phim ngắn, vì những phim ngắn nó thể hiện những cái mà mình thử xem coi khả năng của mình đi về ngành nào. Thiết về tình cảm, thiết về action, thiết về những cái nắm bắt thực tế của xã hội. Nó có những cái mà để cho mình tự thử nghiệm với chính mình thôi. Tất nhiên người đạo diễn nào người ta cũng có một cái năng khiếu riêng, một cái khả năng, một sở thích riêng. Nhưng mà những cái gì khác thì mình đều được học cả, đâm ra mình đều biết để mình có thể làm. Nhưng cái gì mình làm mà hay nhất trong cái khả năng và năng lực của mình thì nó sẽ tuyệt hơn. Nên những đạo diễn phim ngắn tôi rất là khâm phục. Bởi trong một thời lượng rất là hạn chế mà họ vẫn thể hiện ra những cuốn phim là mình xem rất là xúc động. Dạ. Và nhà làm phim họ phải làm gì để vượt qua những cái khó khăn đó thưa anh? phương tiện. Tất nhiên làm phim ngắn thì đòi hỏi phương tiện nó không có rườm rà, không có phải đòi hỏi nó quy mô lớn như là một phim truyện. Nhưng nó cũng phải có đủ trong nước. Thứ nhất là khả năng của những người hợp tác với mình. Đó. Tôi vẫn nói tài năng và khả năng của sự học vấn và cái tính chất chuyên nghiệp. Những cameraman, director of photography, những em, tất cả những bộ phận chúng ta đều phải chuyên nghiệp, bởi vì họ không có thời gian. Họ không có số tiền nhiều để mà bỏ ra làm như làm phim truyện. Nên tất cả mọi thứ nó rush, nó mau lắm, nó cuốn người ta đi. Nên đạo diễn phải rất là giỏi, và những người phụ tá đạo diễn cũng phải là những người chuyên nghiệp, thì cái cuốn phim ngắn nó sẽ tuyệt. Còn nếu không thì nó sẽ trở thành amateur. Nhưng mà trước khi trở thành chuyên nghiệp, mọi người đều là amateur hết, đều là tài tử. Dạ thưa, thì hồi nãy là anh có nói về cái tài năng đó, thì là chúng ta lại, nó lại dẫn Khánh Lan đến cái suy nghĩ là khi mà casting để mà chọn vai diễn đó, thì các nhà làm phim phải nên lưu ý cái điểm nào để mà mình chọn được đúng cái người diễn viên cho cái phim ngắn đó của mình? Mình thấy tất cả những cuốn phim nào cũng vậy, đều có một cái nhóm casting hoặc casting riêng, không phải đạo diễn. Tại sao? Bởi vì những khi mà nói ra thì mọi người sẽ đi tới để mà thử vai mà. Thì phải có một group người ta chọn lựa một số, xong người ta lúc đó mới mời đạo diễn xem. Thì cái tiêu chuẩn đặt ra trước nhất là chẳng hạn tôi muốn mời một cô làm nữ phóng viên để phỏng vấn như tôi với cô bây giờ, thì tôi sẽ xem coi Khánh Lan có những cái đặc điểm gì, cách ăn nói ra làm sao, cái phong thái ánh mắt và cái giọng nói. Bởi vì đó là những tiêu chuẩn để một người mà đi phỏng vấn người ta phải có, cái bề ngoài, nhất là cái chất giọng của mình phải có một sự thu hút. Ánh mắt của mình nhìn phải có những cái gì đó sắc bén để làm cho người bị hỏi đôi khi phải lúng túng trước câu hỏi của mình. Đó, thì như vậy đạo diễn nhìn nhân vật, nhìn cái người được casting, hai cái nó có những cái gì trùng hợp. Nếu may mắn cái người mà casting đó nó phù hợp với tính cách của nhân vật mình muốn, ngoại hình nó phù hợp với tính cách nhân vật mình muốn, bạc ok. Tuy nhiên có những người không phù hợp, nhưng mà khả năng người ta lúc mà thử test họ diễn hay quá đi, thì giữa hai sự chọn lựa, người ta sẽ chọn lựa cái người diễn hay, chứ không phải người có cái ngoại hình đúng. Thì bây giờ là nó lại dẫn mình đến cái việc mà diễn xuất, thì cái người diễn viên trong cái phim ngắn thì họ phải chú trọng cái điểm nào thưa anh? Khi mà mình đã diễn, mình phải sống trong cái nhân vật của mình. Nhưng người diễn viên chuyên nghiệp họ hay hơn người diễn viên khi mà diễn ở những phim ngắn, mà nếu chưa có thời gian diễn những phim dài đó, chưa có sống lâu ở trong nghề đó, thì họ sẽ không thâm nhập
vào vai một cách tỉnh táo. Bởi vì mình nhập vào vai xong rồi mình phải có khả năng bước ra khỏi vai đó để mình nhìn lại cái nhân vật mình diễn. Nên diễn viên là phải biết control. Yeah. Trong họ sống trong nhân vật, thực sự họ phải tỉnh trong nhân vật. Nên nó rất là khó. Còn những người vai mà chưa chuyên nghiệp mà khi họ được mời để mà đóng những phim ngắn, phim mang tính chất thực tế, thì họ đóng bằng quán tính, họ đóng bằng bản năng và cái sự suy nghĩ của họ, nên nhiều khi họ không control được tất cả. Họ chỉ feel, họ cảm nhận được cái vai đó và theo cái sự hướng dẫn của đạo diễn, theo sự thu hút cùng diễn với bạn diễn của mình mà họ diễn ra. Nên đôi khi họ rất là xuất sắc. Và trở lại với lại cá nhân anh Trần Quang, thì anh đã có đóng cái phim ngắn nào hay là chưa, và cái vai ngắn nhất của anh là trong cái phim nào? Thực ra tôi chưa có kinh nghiệm đóng phim ngắn. Tôi may mắn là bước vào thì tôi từ trong trường lớp bước ra một cái vào thì vào được phim dài, phim truyện ngay. Nhưng mà trên phim truyện nó cũng có những vai ngắn. Những vai ngắn đó là khi mời những người đã có tiếng tăm, những người nổi tiếng thì người ta gọi là guest star. Và tôi có được mời trong cuốn phim Người tình không chân dung với lại cô Kiều Trinh. Tất cả những vai nam trong đó đều là những vai guest star hết. Ví dụ anh Hùng Cường cũng xuất hiện một tí. Rồi những người có tên tuổi xuất hiện một tí để làm sao cover trên cái con đường, trên cái xuyên suốt của cái cốt truyện đi thế thôi. Yeah. Và làm phim bây giờ và trước năm 75 thì anh thấy nó có cái sự khác biệt gì hay không? Dạ, khác biệt rất xa chứ. Khác biệt xa lắm. Về kỹ thuật thì mình không nói rồi. Nếu mà nói về nước ngoài thì mình nhìn thấy tất cả thế giới bây giờ đang bị Mỹ áp đặt vào một cái thể hiện, một series phim về action không? Yeah. Hollywood đưa ra một cái tiêu chuẩn rất là hay mà cả thế giới phải công nhận, đó là hấp dẫn và hấp dẫn. Một cuốn phim hồi xưa đòi hỏi một chuyện phim hay, diễn viên hay, đạo diễn hay, nó mới thành ra một cuốn phim hay. Như Gun with the Wind chẳng hạn thế, của tác giả bà Margaret Mitchell, đó, Craig Gable hay là Vivien Leigh mà trong vai Scarlett O'Hara chẳng hạn, là chính bà chọn nên hai vai nó nổi bật. Thì hồi xưa nó cần phải chuyện phim hay, diễn viên hay và đạo diễn hay. Thì cái đó tôi đã có một lần tôi phân tách thế nào là hay và thế nào là dở. Còn bây giờ thì nhiều khi chỉ cần một ý chuyện thôi, nhưng mà đạo diễn và ekip của họ, những người mà làm việc chung, họ biến cái đó thành ra một cái sức hấp dẫn vì kỹ xảo, xảo thuật mọi thứ, âm thanh, nhạc, đẹp và đối với mọi thứ nó thu hút lại hết. Muốn một trận đánh Bạch Đằng Giang với cả vạn quân Thanh và ngàn lính của ta thì họ sẽ có ngay lập tức. Mình diễn ở trong studio đây với green screen, background rồi thứ rồi mai mốt làm được. Nên bây giờ làm phim rất là sướng, miễn là có tiền. Hồi xưa đạo diễn muốn nhưng mà làm không được. Ví dụ Việt Nam mình làm phim là người đạo diễn rất là giỏi. Đạo diễn phải kiêm nhiệm hết tất cả từ A đến Z. Còn bây giờ đạo diễn muốn bất cứ cái gì thì sẽ có những cái người mà phục vụ người ta làm những cái đó, có chuyên viên làm. Chẳng hạn chúng ta ngồi đây mà muốn cho cái bàn này nổ và hai chúng ta không bị gì hết, họ vẫn làm được chứ thường, ăn thua tiền. Hollywood là vấn đề gì cũng có là tiền, mà khi tiền trả đúng thì họ sẽ có một cái nhóm người đúng. Người này 100 triệu, người kia 50 triệu, người này 3 triệu, người kia 2 triệu. Nó tùy theo cái số tiền anh bỏ ra. Cái mà anh định làm cho cái phim, cái project của nó khoảng bao nhiêu. Project càng lớn thì cái ekip làm việc càng chuyên nghiệp hơn, càng specialist về vấn đề mà họ sẽ nhận làm. Tuyệt lắm, họ có trách nhiệm vô cùng. Nên phim Hollywood, mọi người bị cuốn hút vào đó và cả thế giới đều đi theo hết. Và trở về với lại việc short film award thì cái cảm tưởng của anh như thế nào khi mà anh nghe thời báo media cũng như là Việt TV Canada có khởi xướng cái chương trình như vậy? Và nhân đây cũng cảm ơn anh là đã nhận lời để mà làm khán giả cho chương trình Việt short film award. Trước nhất khi mà Tôn Thất Hùng có nói với tôi về chuyện đó thì tôi cảm thấy một cái gì phấn khởi. Đã tới thời điểm mà hải ngoại bắt tay vào một công việc để mà phổ biến văn hóa, phổ biến những cái gì mà những người Việt của chúng ta hải ngoại đang phải nhận chịu và đang được phát triển. Những cái điều đó quá hay. Ngoài những cái thảm trạng mà chúng ta đã trải qua của dĩ vãng, bây giờ chúng ta nên có những cái gì để nói tới những cái thực tế hiện tại và những cái gì của tương lai, để cho tuổi trẻ họ nhìn, trong nước họ nhìn ra thế, những người Việt ở hải ngoại hay quá, họ phát triển một cách tốt đẹp quá ở nhiều góc độ của khía cạnh.
trải qua những cái cuộc sống gian nan của bố mẹ là một cái background để rồi hiện tại tiến tới là con cái và tiến tới là họ vươn lên để hòa nhập với xã hội ở nước ngoài. Nhưng cái hòa nhập cao quý nhất là hòa nhập để mà làm sao phát triển được con người Việt Nam của chúng ta. Cái điều đó mới quan trọng, để cho đất nước đó cũng như thế giới biết chúng tôi từ một đất nước như thế này, chúng tôi tiến qua đây và chúng tôi cập nhật được mọi thứ hết, để phối hợp với nền văn hóa truyền thống của chúng tôi để phát triển ra một cái sự hài hòa, và mọi người đều phải công nhận rằng cái giá của chúng tôi phải trả tuy rất cao, rất đắt, nhưng đạt lại chúng tôi cũng đạt được những cái gì mà chúng tôi đã hằng khao khát. Và vì thời giờ có hạn cho nên Khánh Lan xin phép được hỏi anh một câu nữa, đó là anh có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ hay là các em mà ở hải ngoại mà muốn bước chân vào con đường nghệ thuật thứ bảy này hay không ạ? Không, nếu mà vì làm phim tài liệu này đó, thì có lẽ tôi nghĩ rằng sẽ cần những người đạo diễn, phải không ạ? Mà khi mà đạo diễn mà đây là mình đang thử nghiệm để cho các em thi, để mình tìm trong đó ra những những con người có khả năng, năng lực để mình phát triển và mình hợp tác để làm sao cùng người đó làm những cái công việc mà sau này chúng ta cần phải làm. Trước nhất tôi khuyên các bạn, mình phải tự nghĩ đến mình đam mê như thế nào, mình thích thú như thế nào, mình học hỏi ra sao. Nếu bạn có thể xem phim ảnh, có thể xem qua sách báo, bây giờ vào Google cái gì cũng có hết, nó dạy trên đó hết tất cả. Chịu khó nghiên cứu, chịu khó học một chút nếu chúng ta không có đủ phương tiện hoặc là chúng ta không có cơ hội đến trường lớp. Nhưng nếu có được người nào mà có nhiều kinh nghiệm dày dặn chỉ bảo cho chúng ta, hoặc chúng ta ở trong trường đại học nó có những cái lớp á, những lớp về nghệ thuật, thì chúng chịu khó đi. Miễn là các bạn trong lòng cảm thấy mình đam mê, cảm thấy mình yêu thích nghệ thuật. Và vì thông qua nghệ thuật đó, thông qua điện ảnh đó, chúng ta nói được rất là nhiều vấn đề. Chúng ta có thể đưa ra cả những cái mà giả tưởng để mà sao một ngày nào chúng ta như thế nào thích lắm các bạn ạ. Làm nghệ thuật thích vô cùng mà không có gì phổ biến đi xa và đi rộng hơn điện ảnh cả. Vậy tôi chúc các em, tôi chúc các bạn hãy bằng cái đam mê của mình, bằng những cái suy nghĩ của mình, cứ tưởng tượng. Các bạn tha hồ tưởng tượng, nghệ thuật cho phép đủ sức tưởng tượng. Miễn là các bạn làm được cái điều mà các bạn tưởng tượng, miễn là các bạn làm được cái điều các bạn muốn để truyền đạt tới khán giả. Chúc mừng. Và vì cái Khánh Lan được biết là cái ngày mà thời hạn chót để gửi phim vào là 31 tây tháng 12, cho nên là nếu mà các bạn cũng như quý vị khán thính giả có xem qua chương trình này thì mà muốn thực hiện những cái thước phim ngắn để mà gửi dự thi thì xin hãy gửi vào cho Việt TV Canada. Và nhân đây thì cũng một lần nữa xin cảm ơn anh Trần Quang rất là nhiều với những cái lời khuyên rất là quý báu, cũng như là dành thời giờ mặc dù đến đây để thăm gia đình, nhưng mà dành cho Khánh Lan cũng như chương trình Những Câu Chuyện Kể một cái buổi nói chuyện rất là lý thú ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp anh ở Canada cái ngày mà chúng ta trao giải Việt Short Film Award. Vâng, tôi cũng rất là hân hạnh có cơ hội để nói chuyện, để góp ý một chút. Mà thông qua chương trình này tôi nghĩ rằng các em và các bạn nếu có nghe thì nó tạo nên một phần tự tin hơn, phấn khởi hơn. Mình cứ làm, đừng có ngại các bạn ạ. Thế nhiều khi mỗi con người đều có những cái tài năng tiềm ẩn mà mình không biết. Thì đây là Việt TV tạo cơ hội cho các em, các bạn. Hãy làm, hãy lợi dụng cơ hội này. Làm nhé. Chúc thành công. Khánh Lan xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp.